Các bạn biết cái cờ nhân tiện là bây giờ cũng chuẩn bị 30 tháng 4 rồi. Thế sao nói cho các bạn nghe cái cờ Ba Que. Như Lê Sà đã cũng đã comment ở trên này rồi đó. Cờ vàng, cờ màu vàng á là Trung Quốc người ta rất là thích dùng màu vàng. Các bạn có thấy là tất cả những cái vua chúa của người người Tàu á toàn mặc màu vàng thôi, người ta rất thích màu vàng. Vàng tiếng Quảng ấy là vòng, vòng dịch ra tiếng Việt Nam là hoàng, hoàng hay là vua, vua hoặc là hoàng á, họ vương á, bên này họ hoàng là cùng họ với nhau ấy, các bạn biết không? Ai mà có họ vương á là cùng họ mới họ hoàng, hoàng là cũng là vua mà vương cũng là vua. Thì cái màu vàng đấy nó là màu của Trung Quốc. Cái màu đó Trung Quốc nó rất là chuộng. Tại cái như Lê Sà nói là nó là vòng, vòng là vua. Thì cái ba sọc ấy các bạn ai cũng biết nè, 1 2 3, mà ngày xưa nói là nhất nhị tam đúng không? Thì có nghĩa là cái cờ đấy đấy theo chữ của Trung Quốc ấy là số 3 và màu vàng, có nghĩa là sám vòng, nhất nhì sám, sám vòng là đời vua thứ ba của Trung Quốc. Thì cái Lê Sà lên, Lê Sà lên trên mạng Lê Sà tìm hiểu thì nó gọi là tam tam hoàng à, cái gì hoàng cái gì tam quên rồi, tiếng Việt quên mất rồi. Cái câu đại khái là cái gì tam hoàng cái gì đấy, cái thời đấy cái ông vua đó, đó rất là muốn độc quyền đấy, nó cai trị toàn thiên hạ luôn. Cái người đấy gọi là cái gì tam hoàng ấy, cái gì đấy đại khái vậy đó. Thì Lê Sà nói cho các bạn nghe cái cờ đấy là cờ chính thức từ ở Trung Quốc mang sang Việt Nam, chứ Việt Nam không có cái cờ đấy, đừng có ai lầm tưởng là như vậy. Tại vì á người Việt Nam mình đã bị đô hộ cả hơn 1.000 năm Trung Quốc trước khi mà Pháp nó vào. Việt Nam chưa bao giờ được được độc lập, chưa bao giờ được tự trị hết, lúc nào cũng có cái ngoại bang nó vào nó xâm lược rồi nó đô hộ cái đất nước Việt Nam đúng không? Thì cái cờ đó là cờ của bọn Trung Quốc chứ không phải là cờ của cái gì chúng nó thường nói là cái gì cờ của Việt Nam, cái gì ngày xưa bà Trưng bà Triệu cái gì cầm cái gì ấy. Không phải như thế, tại vì Việt Nam trước đó cả 1.000 năm đã bị Trung Quốc có đô hộ rồi, cho nên cái lá cờ đấy cái chữ số 3 1 2 3 nó là số 3, tiếng chữ Tàu là số 3 và cái chữ vòng cái màu vàng đấy đại diện cho vòng là nhà vua, đọc là tam hoàng đúng không? Đúng rồi, tam hoàng. Chào các bạn, bọn nó bịa là cờ vua Thành Thái. Thành Thái là ai? Lý giải cũng không rõ, tại vì cái thời đó thì tất cả mọi người bây giờ cũng chưa ra đời à, đúng không? Nó quá xa rồi, không ai có thể biết được. Thế nhưng mà cái thực tế nhìn vào lá cờ đấy, nếu ai người Trung Quốc cũng biết đều hiểu hết, đúng không các bạn? Cứ cứ rõ ràng chữ là chữ của người người Trung Quốc, màu sắc là của nhà vua Trung Quốc, mà cái ý nghĩa của cái lá cờ đấy cũng là như thế, gọi là tam hoàng đó, vòng xích mà. Thì á chính chúng nó toàn nó bịa chuyện rồi. Ở trong này nó có một cái thằng nó nói đi sản là chứ cái gì nhỉ, mà đại khái là các bạn thường nghe chúng nó chửi là cái gì sang đây rồi rồi nhìn thấy người Việt Nam đất nước Việt Nam tan hoang mà không biết suy nghĩ lại còn theo cộng sản đấy, các bạn nghĩ xem.
mình không 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 theo cộng sản, không lẽ theo ba que. Ba que nó đã bỏ nước, nó đã chạy bố nó đi để nó để lại đất nước cho cộng sản rồi, nó đâu dám đánh cộng sản đâu. Thế bây giờ mình theo nó để mình thì Lisa cũng đi theo nó này, cũng ba cũng đi theo nó đây, chạy sang đây này, nhưng mà thấy tưởng rằng chúng nó hay lắm, ai ngờ đâu chúng nó toét nhè nhoe ra, chúng nó như một lũ điên đấy. Thì làm sao mình có thể mình theo nó được, theo cộng sản vững hơn. Dù sao cộng sản cũng có máy bay, tàu chiến, rồi có quân lính, rồi có đủ các thứ, đúng không, có cả tiền để phát cho dư luận viên. Có cả tiền để cho Lisa nữa. Thì tội gì mà không theo cộng sản, chúng nó đâu có cho Lisa đâu, nó bảo là Lisa là cái gì gián điệp, mới lại cộng sản cử 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 sang đây để cái gì đấy. Lisa đi từ năm 16 tuổi, cộng sản cộng sản cử Lisa đi từ năm 16 tuổi, vào đảng từ năm 15 tuổi. Vui lắm, nói đùa nói thật với các bạn là không có cái bọn này thì cũng buồn lắm, chả biết nói cái gì đúng không, nên đây cũng chỉ nói bọn ba que ba sọc thôi chứ còn nói cái gì bây giờ, chả có gì để nói cả. Mà rất là nhiều người rất là hứng thú về cái chuyện chuyện ba que xỏ lá này. Cho nên là chỉ có cái chuyện này nói là vui thôi, chả còn cái chuyện gì để nói đúng không. Mà cái tính đi già thì cũng gần như đàn ông ấy, giống chỉ thích nói ba chuyện chính trị thôi, chứ còn ba cái chuyện nói xấu người này nói xấu người kia hay là nói ba cái chuyện rồi ơi đất hỡi thì nên sao không thích, không thích đem người này người kia, không thích mang bạn bè ra, cho dù như thế nào chăng nữa nên sao không bao giờ lôi bạn lôi bè ra, những cái người thân thiết với mình để ra để điểm mặt chỉ tên, rồi kể cả nói xấu người này nói xấu người kia là gì, chỉ nói xấu ba que thôi. Tại vì mình ở bên này mình nhìn thấy bọn ba que nó nói những cái giọng mình nghe mình nộn ruột quá. Chào chị Lisa, chị có tấm lòng thật sự mộc mạc yêu nước. Trời ơi, chị không dám nói yêu nước, từ xưa đến nay chị không dám nói yêu nước, tại vì chị đã đi sang đây rồi, chị đâu dám nói chị yêu nước đâu, chị chỉ nói ra những cái gì mà chị nhìn thấy ở bên này thôi, nó là sự thật. Tại vì chúng nó ngồi bên này, chúng nó ăn xong rồi chúng nó ngồi, xong rồi chúng nó ngồi chúng nó chửi Việt Nam, mà trong khi đó chúng nó chả biết gì về Việt Nam cả, cứ nghe tầm bậy tầm bạ ba cái bọn vớ vẩn đấy. Còn đi sản á thì cả gia đình cả họ ở Việt Nam, bố mẹ cũng ở Việt Nam, mà mình cũng hay về Việt Nam thì mình phải hiểu được bên đó như thế nào và hiểu được bên này như thế nào, đúng không? Nếu mà tại vì chúng nó nói những cái câu nghe bực mình quá. Các bạn thử thử nghĩ xem, khi mà cộng sản chưa vào đến Sài Gòn thì chúng nó tụt quần, chúng nó chạy trao nó hết rồi. Thế xong rồi chúng nó chạy sang đây, chúng nó ăn trợ cấp, chúng nó nói là ôi rồi ôi bên này sung sướng lắm, bên này không làm cũng có ăn rồi á, chính phủ nó no cho đầy đủ. Thế đó, không phải làm gì hết, còn cộng sản không no cho gì hết. Thế vậy mà chúng nó lại không ở Việt Nam, chúng nó đấu tranh để nó giữ nước, nó chạy sang đây nó ăn no rồi, xong nó bảo xui người ở Việt Nam là đứng lên đấu tranh đi, lật đổ cộng sản. Lật đổ cộng sản rồi ai ai lãnh đạo, bọn bọn hết răng, bọn rụng răng này nó về nó lãnh đạo ạ. Nó về á, nó cũng chưa đủ tiền để trồng răng á. Ở bên này á, nhổ một cái răng 180 đồng nhá, nhổ một cái răng thôi đấy, còn đi đi làm một cái răng cái gì nhở, là liềng răng à, là mấy ngàn đồng đó. Rồi bây giờ mấy cái người mà gì đấy là toàn nhảy về Việt Nam để trồng răng, mới hàn răng, mới làm răng. Sao bảo cộng sản nghèo lắm rồi, khổ lắm rồi, này kia các thứ, rồi kinh à, cái gì y tế không tốt, sao mà cứ nhảy về đấy, nào là bơm đít bơm đầu rồi bơm
bơm mặt, bơm môi, bơm đủ các thứ, trồng răng, hàn răng, niềng răng, không sợ bị ngộ độc à? Đúng không? Không nhìn thấy người ta về người Việt Nam mà mầm ra đấy, người ta làm răng rồi làm cái này làm cái kia rồi bơm môi bơm miếc rồi bơm đít rồi bơm đầu rồi sửa ngực rồi đủ các thứ, đâu có thấy ai sợ đâu, đúng không? Tại vì ở bên kia nó đắt như là cái gì á, tiền đâu mà làm, nhảy về Việt Nam làm. Nhưng mà mấy cái bọn mà những cái người á như xà nói, nhiều người người ta hiểu biết lắm, nhưng mà cái bọn ba que chống cộng ấy là phải chửi chúng nó, chửi để cho chúng nó khôn ra, đúng không? Nó cứ ngồi đây nó ăn xong rồi nó nói, xong rồi nó nói nó cộng sản này cộng sản kia, nó xui người ta lật đổ cộng sản, trong khi là nó bỏ của nó chạy đến người, nó sợ cộng sản mà nó có súng ở trong tay, nó cầm súng ở trong tay cái thời gian đó mà nó có cái bài hát gì thả chết cho quê hương, mà cha nhà nó chết gì mà nó chạy nhanh thế. Chứ bây giờ mình phải đá đáo bọn Cộng Hòa để bỏ lại đất nước cho cộng sản, cho không cộng sản chứ không phải bán. Xong nó ngồi đây nó bảo là cái gì cộng sản bán nước cho tàu, tiên sư nhà chúng nó hai cái đảo tàu nó sang nó đánh cho tơi bời khói lửa ra, không giữ được cái Trường Sa mấy Hoàng Sa, nó chạy bán sới. Xong bây giờ nó kêu là Việt Nam chống tàu đi, mà trong khi đó nó ngồi bên này nó cười như cái Trung Quốc đánh Việt Nam, nó cười kha 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 kha, nó sung sướng nó nhảy lên. Chào chị, em cũng thấy vui. Vui gì? San Hong là xám à? San Hong